Ủy ban Nhân dân huyện Cai Lậy tổ chức lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, lễ hội Kỳ Yên Đình Long Trung. Đình Long Trung là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa của nhân dân địa phương từ khi lập làng cho đến nay. Mỗi năm đình có 3 lần cúng vào các ngày 12 tháng 1, 16, 17 tháng 11 và 12 tháng 12 âm lịch. Lần cúng vào ngày 16, 17 tháng 11 là lễ cúng Kỳ Yên. Đây là lần cúng quan trọng và lớn nhất trong năm. Lễ hội Kỳ Yên Đình Long Trung được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Ngày 16 tháng 11 âm lịch, Ban Quản lý Đình Long Trung tổ chức lễ rước sát thần quanh chợ Ba Dừa, buổi chiều là lễ cúng Túc Yết. Sáng ngày 17 tháng 11 diễn ra chánh lễ, buổi chiều diễn ra lễ cúng thần nông và thần hổ. Lễ hội Kỳ Yên Đình Long Trung được tổ chức hàng năm, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội Kỳ Yên Đình Long Trung đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhận khẳng định giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của cư dân địa phương. Cái đình này thành lập là từ năm 1838. Đó. Hồi đó thì đơn sơ bằng tre lá. Tới sau này mới là nhờ thợ quế vô mới là xây dựng cái đình kiên cố tới bây giờ. Lễ hội Kỳ Yên Đình Long Trung được xếp hạng là di sản văn hóa cấp tỉnh. Bên cạnh niềm vui và tự hào thì mỗi chúng ta cần thể hiện hành động cụ thể với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc giữ gìn, chăm sóc, khai thác, phát huy các giá trị di sản, đồng thời phải quảng bá rộng rãi bằng nhiều hình thức đến nhân dân trong huyện và cả khách tham quan. Đình Long Trung là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa của nhân dân địa phương, là điểm tựa cho tinh thần đoàn kết xóm làng. Lễ hội Kỳ Yên Đình Long Trung được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, gìn giữ, bồi đắp và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp qua nhiều thế hệ.